Xin chào tất cả các bạn, mình là Ân, đến từ nhạc cụ Bích Phụng. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm có thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Đó là cái đàn Acoustic HD100CE. Và sau đây là tổng quan của cái đàn. Cái đàn được thiết kế ở dáng D. Mặt trước là gỗ Sika, mặt bên hông và sau lưng là gỗ Sapphire Savelle. Lược của chúng ta sẽ là màu ngà. Cần đàn được nhà thiết kế bo tròn, giúp cho chúng ta có cảm giác bấm rất là êm tay và vừa vặn. Thân đàn có thiết kế cân bằng tông, cộng hưởng rõ ràng và âm thanh tươi sáng, là đặc trưng của vân sam Sika. Savelle góp phần tăng thêm độ dài, trung mượt, nhưng dày, thích hợp cho những buổi sinh hoạt ngoài trời và sinh hoạt hội nhóm. Và cây đàn được nhà thiết kế trang bị cho một bộ bích cúp Fitman khá là nổi tiếng, được nằm trong thùng đàn, giúp lọc âm thanh trong sạch và rõ ràng hơn, không phải đục thân đàn, giúp cho đỡ mất chất lượng âm thanh và độ thẩm mỹ của đàn. Và sau đây xin mời các bạn nghe thử một đoạn để cảm nhận được âm thanh của cây đàn.